Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh báo tin vui, hé lộ thông tin đầu tiên về nhóc tì đầu lòng, mới đây, trên trang cá nhân, ông xã Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Phan Tony đã thông báo tin vợ mang thai con đầu lòng, cụ thể, Phan Tony khoe khoảnh khắc cùng bà xã ở trời Tây kèm theo những dòng tự sự, đặt chân đến UltraForte là giấc mơ của ba. Và không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay ba đã được cùng Mami và con trai cưng của ba biến giấc mơ đó thành hiện thực, ở ngày đầu tiên trong tuổi mới. Trân trọng thông báo bản hợp đồng trọn đời, ký với nhóc tì Tino của ba má. E -i -i -i. Ngày 11 tháng 8 năm 2023 qua những dòng chia sẻ của ông xã Hoa hậu Đại Dương 2017 cũng đủ hiểu cặp đôi vui mừng đến nhường nào. Được biết, nhóc tỳ đầu lòng nhà Lê Âu Ngân Anh là con trai, tên thân mật là Tino, cặp đôi còn kỹ lưỡng in tên con trai lên áo thi đấu thể thao, khoe cùng với khoảnh khắc check-in sân vận động Ultra Park nhằm ghi lại cuộc mốc đáng nhớ. Bên dưới bài viết, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả cũng để lại lời chúc mừng đến vợ chồng Lê Âu Ngân Anh. Lê Âu Ngân Anh đăng quang vương miện Hoa hậu Đại Dương năm 2017. Thời điểm đó, nàng hậu gặp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh âm thầm rút lui khỏi showbiz Việt, quyết định bỏ lại ánh hào quang để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và kinh doanh. Lê Âu Ngân Anh và Phan Tony đăng ký kết hôn vào tháng 5 năm 2022, đến tháng 11 năm 2022 thì tổ chức lễ cưới. Ông xã nàng hậu là biên tập viên, gây chú ý với hình tượng lịch lãm, giọng nói truyền cảm trên các bản tin thời sự truyền hình.